Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Và trong video ngày hôm nay em lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất về vụ việc của anh Tuấn Xà Lan. Và trong thông tin của ngày video ngày hôm nay á, em lại có một thông tin cực kỳ nóng. Có nghĩa là hiện tại đang có một người đã liên hệ với em và nói rằng là thông tin chính xác đến 90% là anh Tuấn Xà Lan này nợ rất nhiều. Và nếu như bán chiếc Xà Lan nó đi á, thì mới chỉ đủ tiền để trả cái tiền nợ mà anh Tuấn là ăn chơi thôi. Vậy thì em hỏi mọi người là anh Tuấn nợ rất nhiều như vậy và trước Tết thì muốn bán Xà Lan rồi, nhưng mà chị Hà thì lại không muốn bán. Và chị Hà lúc anh Tuấn ấy có gọi điện thoại cho cái ông chủ mà mua Xà Lan của anh Tuấn ấy, thì chị Hà có lén lút gọi cho cái bà chủ đó là: cô ơi, cô đừng có mua cái Xà Lan của con, để cho con làm, con lấy tiền để nuôi con ăn học. Thì lúc đó cái cô Xà Lan đó mới không có mua Xà Lan của anh Tuấn. Bởi vì lúc đó là anh Tuấn đòi bán Xà Lan là 5,6 tỷ, nhưng mà cái cô kia cô nói là chỉ có trả được 5,2 tỷ thôi. Vậy thì em hỏi mọi người là cái chết của chị Hà này nó có liên quan đến anh Tuấn hay không? Bởi vì anh Tuấn nợ đến số nợ là ở đây là gần 5 tỷ. Thì em hỏi mọi người là ở đây nợ nhiều như vậy thì cái két sắt bị phá là bắt buộc là phải có sự tính toán. Em nói mọi người là cái két sắt đó nó không phải là dễ cắt đâu. Nó đâu phải là giống như cái chìa khóa chúng ta thích là chúng ta cắt. Bắt buộc phải được nhờ một ai đó biết về két sắt mới cắt được. Em nói mọi người là phá két sắt đâu phải chuyện dễ, mà không thể nào vì một cái thời gian ngắn mà phá két sắt được. Đó, bây giờ em lại hỏi ngược lại anh Tuấn một câu nha. Em cho anh Tuấn là nói chị Hà là rơi xuống sông vào ban ngày đi, đúng không? 11:30 mà anh đi báo công an rồi, đúng không? 11:47 em cho anh gọi là gì năm? 11:30 anh bơi đi báo công an. Vậy thì em hỏi mọi người là trong vòng chưa đầy 20 phút mà anh phá được két sắt à? Đó, quý vị thấy chưa? Là chứng tỏ là không thể. Bởi vì két sắt không thể nào mà một người bình thường có thể phá trong một thời gian ngắn. Bắt buộc phải có những cái dụng cụ chuyên dụng, là phải có những cái người mà hiểu biết. Thì em nói mọi người là anh Tuấn này anh đã có ý đồ từ trước rồi, là bán Xà Lan để kiếm tiền. Vậy thì cái việc mà ra tay với chị Hà là không phải lỡ tay. Em nói mọi người là ở đây là anh Tuấn anh ấy bao cái xác chị Hà rất là kỹ. Quý vị tưởng tượng coi là có người tiết lộ là ở đây là cái võng, mà cái võng miên, võng dù ấy là nó có khóa. Khi mà kéo lại là không có cái gì mà vô trong được hết ạ. Đó, thì quý vị tưởng tượng coi, nếu như không bao kỹ thì cái xác đã bị gọi là tôm, cua, cá, thủy sinh nó rỉa hết trơn rồi. Em nói mọi người là 3 ngày thôi thì lên kéo lên là không còn mắt mũi nữa rồi. Tai, mũi, họng, mắt là không còn gì nữa. Nhưng mà 12 ngày mà vẫn còn nguyên vẹn, mà không bị một cái gì thủy sinh ăn. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là đấy là một cái điều bất thường, mà có sự chuẩn bị. Và thêm một thông tin nữa là nếu như mà anh Tuấn mà thú tội ngay từ lúc ban đầu mà xảy ra vụ việc này, có nghĩa là anh Tuấn này anh lỡ tay đi, em cho là lỡ tay đi, thì một mình anh Tuấn chịu, đúng không? Cả gia đình của anh vẫn làm được, vẫn chạy trọt được. Nhưng mà khổ một nỗi là gia đình của anh Tuấn này là đã từng lo lót một cái vụ gì, gọi là cũng ém một cái vụ trước đây rồi. Em nghe nói là một cái vụ ngày trước là đi bẫy chuột. Đó, thì cũng đã gọi là chìm xuồng rồi. Nên là sau này này thì cái bà gọi là gì 5, 10, 15, 20 này mới gọi là ngựa quen đường cũ. Cũng nghĩ là bây giờ cái vụ này, vụ trước nó cũng chìm được, vụ này chắc cũng chìm được. Nhưng mà không, bà không ngờ được là trước đây là không có YouTube. Làm gì có YouTube đâu mà quay, đúng không? Nhưng cái vụ này nó khác, làm sao mà giấu được. Khi mà đến mức độ em nói mọi người á, cái câu nói của anh Tuấn thôi người ta còn quay được, cái lời nói của dì Mười thôi cũng người ta cũng quay được, rồi bà Năm nói gì người ta cũng quay được, thì em hỏi mọi người là giấu làm sao được. Nên ý, trong cái vụ việc của anh Tuấn này, em nói mọi người là đến 80% cái người mà ra kịch bản đạo diễn là dì Năm đó. Bởi vì dì Năm là con người mà em nói mọi người là nhìn cái ánh mắt, cái cách nói chuyện là rất là lươn lẹo, đúng không? Nói chuyện là cứ phải ngước nhìn lên trời để suy nghĩ mất thời gian. Nhưng em nói mọi người ở đây là cái người mà nghĩ ra được cái chiêu trò này và có đạo diễn được ở đây thì không ai khác. Bởi vì trong cái tang lễ của chị Hà, chính dì Năm là cái người đã đến để thanh minh, để nói về cái mọi người là cái mốc thời gian. Vậy thì em hỏi mọi người là anh Tuấn anh ấy nợ 5 tỷ. Vậy thì có sự hỗ trợ của dì Năm. Và thêm một yếu tố mà rất là quan trọng là dì Năm và dì Mười nợ chị Hà rất nhiều tiền. Đó, đây là một thông tin khá là nóng và khá là chính xác. Là dì Năm có nợ chị Hà ít nhất là 100 triệu. Vậy thì em hỏi mọi người là nếu như chị Hà chết thì ai là người có lợi?
thì chắc chắn là cái người mà nợ là bây giờ không phải trả tiền cái đã, đúng không? Gì năm gì mười đang nợ chị Hà đó, còn bà nội là không có nợ, bà nội là không có dám mượn đó, còn gì năm gì mười là mượn tiền của chị Hà. Vậy thì em hỏi mọi người là hàng trăm triệu chị Hà chết thì ai có lợi? Thì gì năm gì mười không phải trả tiền nó nữa đó. Và em nói mọi người là tại sao trong cái vụ việc này nó lại lâu như vậy? Anh Tuấn cứ mời lên xong lại thả về, mời lên xong lại thả về, nhưng mà phải có cái điều gì đấy người ta vẫn mới chưa có tóm, đúng không? Tại sao anh Tuấn cứ khám, cứ lên là khám, khám xong lại về, không có bệnh xong lại về? Nhưng mà không phải là anh về là không có bệnh đâu, chắc chắn là nó phải có cái gì đó nên là họ mới cho về, không phát hiện bệnh. Nhưng mà em nói mọi người là khi mà đã phát hiện bệnh rồi nhá, là không có đường về nữa. Em cũng tin chắc rằng là bây giờ họ đang truy tìm một cái gì đó mà chưa sáng tỏ nên là anh Tuấn mới được về, còn nếu không thì không có đường về đâu. Nghe đâu cái thông tin ấy vào tối ngày hôm qua ha, là anh Tuấn ấy có đến nhà của bác gì đó, đó là thông gia với nhà dì Năm đó, chính xác là tối hôm qua là anh Tuấn có đến nhà thông gia với nhà dì Năm để nhậu cùng với 4-5 người đó, có chính xác không anh Tuấn? Đó thì em nói mọi người đây là anh Tuấn mấy hôm trước á, là có 2-3 ngày là nhập viện điều trị kiểm tra, nhưng mà sau đó lại được thả về đó. Thì em nói mọi người ở đây là nó phải có cái điều gì đó bí ẩn nên là cái vụ việc này nó mới kéo dài như vậy. Cũng nhận ra thông tin rồi là những cái người mà trong cái trong ngành ấy, người ta chia sẻ là trong cái vụ việc mà để giám định pháp y liên quan đến một vụ án thì nó ít nhất phải là 3 tháng mới có kết quả, mà đến hôm nay chúng ta đã biết là hơn 60 ngày rồi thì nó còn khoảng độ tầm độ mười mấy ngày nữa thôi thì nó sẽ có kết quả đó. Thì em nói mọi người đây là cái vụ việc này thì chắc chắn là gia đình cũng không thể nào để yên được, mà cái thông tin chúng ta đã biết là hầu như đến hàng triệu người dân của chúng ta đều nói anh Tuấn là người sát hại, tính con gái ruột của anh Tuấn cũng là người đã nói rằng là đủ nhận thức để biết được là cha là người hại mẹ con. Vậy thì em hỏi mọi người ở đây là anh Tuấn anh ấy nợ 5 tỷ, em không biết là 5 tỷ hay không nhá, em cho là 3 tỷ thôi. Thì em hỏi mọi người là bao giờ cho trả hết nợ đây? Nếu như hai vợ chồng cứ cái việc mà cứ đi làm để anh Tuấn chia đôi ra một chuyến hàng, em nói mọi người á, cái chủ của xà lan tiết lộ nếu như một chuyến hàng đi qua miên là 100 triệu một chuyến hàng, mà một tháng nha là 4 chuyến 5 chuyến, có nghĩa là một tháng kiếm 400 triệu, bèo bèo cũng phải tầm 200 triệu một tháng, thì chia hai ra thì chỉ có được 100 triệu thôi. Vậy thì anh Tuấn bây giờ trả hết nợ, nên cái phương án ấy mà nói là để sát hại em tin chắc rằng đã có từ lâu. Và cái hôm mà em nói mọi người là chị Hà ra đi ấy, thì cũng có nhiều người là nghe thấy tiếng là hai vợ chồng có cãi nhau từ sáng rồi. Và có một lời khẳng định luôn là không phải chị Hà ra đi vào ngày mùng 6 mà là ngày mùng 5. Mùng 5 chị Hà đã ra đi rồi. Và từ cái tối hôm mùng 5 đó đến buổi sáng ngày hôm sau thì anh Tuấn mới báo công an đó. Và đến buổi chiều ngày hôm sau đó nhà đình chị Hà mới biết. Vậy thì em hỏi mọi người là trong cái thời gian là từ ngày hôm mà gọi là chị Hà mất đầu tiên, theo lời dì Mười á, dì Mười đó là ngày con Hà nó chết ngày đầu tiên là đó lúc 6 giờ à 12 giờ, đến mức độ dì Năm cũng nói lộn nữa, dì Năm cũng nói là lên ngày thế kia, bởi vì em nói là những cái câu nói mà không có thật ấy thì nó không thể nào thống nhất được, trước sau nó cũng sẽ lộ. Nhưng trong vụ việc anh Tuấn là em nói mọi người là chắc chắn phải liên quan đến rất 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 nhiều người, bởi vì là không thể nào mà một mình anh Tuấn phá két sắt được. Em nói mọi người là nếu cái két sắt ấy mà dễ phá như vậy thì người ta đâu có bỏ ra 4-5 triệu để mua cái két sắt làm gì, cả chục triệu mua cái két sắt làm gì. Cái két sắt nhìn vậy thôi không dễ phá, làm gì có chuyện mà anh bảo anh phá trong vòng 5 phút mà phá két sắt được thì nó đơn giản quá quý vị. Nên là em nói mọi người là chắc chắn anh Tuấn này đã thuê hoặc nhờ một ai đó cùng phá két sắt. Cái thứ hai là có thể nếu như không thuê ai, không nhờ ai thì trong các dượng có một người giúp anh Tuấn, hay là ông anh của ông Tuấn đó, chúng ta chưa biết được đúng không? Nhưng chúng ta có sự nghi ngờ là ít nhất phải có từ 2-3 người trở lên mới tham gia được cái vụ này. Và trong cái vụ việc của anh Tuấn chúng ta thấy không? Em nói mọi người tại sao gì năm gì mười lại là cái người xông xáo kiếm xác, nhưng mà khi thấy rồi thì không thấy ai bén mảng đến để thắp cho một cây nhang. Em thấy em nói mọi người thấy lạ không? Gì mười là cái người nói là thương con Hà nhất, nhưng mà thương cái thương cái gì quý vị? Thương cái gì? Thương mà khi anh Tuấn báo cho dì Năm lại không báo ai. Dì Năm tức tốc lên xà lan để xem két sắt. Và em nói với tất cả mọi người như thế này, là chưa chắc ấy, là lúc mà cả gia đình dòng họ nhà anh Tuấn có xà lan là chị Hà đã mất đâu.
chưa chắc đâu. Mà lúc đó là kiểu là đâm lao theo lao, lúc đó là vẫn chưa qua đời, vẫn còn thoi thóp, nhưng mà gia đình đã bản tính rồi, nên là nó mới có cái chuyện đó. Nên là bây giờ không ai dám khai ai. Bởi vì em nói người là bây giờ, ví dụ như mà gì, các gì 5, gì 10 đi đó, gì 3, gì 4 đi, mà khai ra ông Tuấn ra một cái thì anh Tuấn bị tóm thì đâu liên quan đến ai. Nhưng mà ở đây nếu mà bị bây giờ mà không khai, đúng không, mà liên quan một cái là cả dòng họ đi luôn. Bởi vì khi đó điều tra luôn cả mẹ của anh Tuấn này lên Sa La làm gì, lúc đó anh lên như đấy làm gì, tại sao không báo cho bên gia đình vợ. Nếu như một con người ngay thẳng ấy, thì ở đây sẽ gọi cho con gái, gọi cho bên mẹ vợ mình để đến hiện trường, để xem là bây giờ chị Hà lỡ nhảy sông rồi, giờ còn bao nhiêu tiền bạc đó thì mở ra xem. Nhưng không có, bởi vì đây lại cưa két sắt cơ. Thì em nói mọi người là chứng tỏ két sắt đó có số tiền ở đây lớn, 1-2 tỷ trong đó, rồi kèm với cái việc là xà lan chuẩn bị bán đó. Em nói mọi người là anh Tuấn đã có ý định bán xà lan từ lâu rồi, và hai vợ chồng cũng đã từng gây lộn đến mức độ mà đánh chị Hà mà rớt xuống sông, chị Hà đã phải bơi trong bờ để đi thay đồ đi về nhà. Vậy thì chứng tỏ đây là hai vợ chồng đã cự lộn rất nhiều lần rồi. Và cái hôm mà ở trên dòng sông đó thì cũng không có ai nhìn thấy làm chứng được cho anh Tuấn là cái người minh oan. Và tại sao có cái lời nói của dì Mười lại nói là lúc đó xui rủi quá, 12 giờ đêm lúc đấy là người ta ngủ hết tiêu rồi. Vậy thì em hỏi mọi người là những cái lời nói đó là ở đâu ra, có phải là những cái lời đó là thực tế hay không? Bởi vì em nói mọi người là ở đây trong vụ việc của chị Hà này không có một nhân chứng nào. Quý vị có thấy một cái vụ việc nào mà xảy ra vào ban ngày mà không có nhân chứng không? Đó, em nói mọi người là nó phải có cái lý do nào đó nên là nó mới không có nhân chứng như vậy. Nhưng mà nếu mà để chúng ta nói rằng là cái người mà làm bên kho cá ấy, người ta có nói là 12 giờ đêm anh Tuấn đi báo công an. Vậy thì em hỏi mọi người là tại sao anh Tuấn mà dám có thể công bố YouTuber là ban ngày, mà dì Mười cũng nói là vào ban đêm, dì Năm thì là nói vào ban ngày. Thì em hỏi mọi người là trong cái vụ việc này cái người liên quan chắc chắn là Năm Mười là có rồi đó, anh Tuấn là có rồi đó. Rồi chúng ta còn chưa biết cái nhân tố bí ẩn này, còn có thêm Dượng Mười là em nói cũng chắc luôn. Bởi vì sao? Dượng Mười là cái người đã thông báo cho anh Tuấn là cái xác nó nổi lên đúng chỗ chìm rồi, đúng không? Vậy thì em hỏi mọi người là Dượng Mười là cái người biết chỗ chìm là chỗ nào, nhưng mà Dượng Mười lại không bảo người ta đi cào chỗ đó, không bảo người ta đi kiếm chỗ đó, mà toàn chỉ người ta đáp lục bình không à. Đó, thì em hỏi mọi người ở đây là cái lý do gì? Tại sao đến mức độ mà con ruột của mình cũng có sự nghi ngờ mình và nói con khẳng định cha là người hại mẹ con? Thì cái người con mà nó có, quý vị có thấy người ta vẫn nói là rất là mong muốn anh Tuấn đừng có tội để cho cháu nó có cha. Em nói mọi người là không cần một người cha như vậy. Anh Tuấn có xứng đáng là một người cha? Một người cha mà phải dành tiền, chia tiền với các con. Một người cha mà đến mức con học lớp mấy không biết. Một người cha mà 3 năm không gọi cho con một cuộc điện thoại nào, không nói chuyện với con lần nào. Vậy thì người cha để làm gì? Anh Tuấn có xứng đáng là một người cha hay không đã, đúng không? Kể cả em nói mọi người là kể cả ví dụ như anh Tuấn vô tội đi, anh Tuấn cũng không xứng đáng để làm một người cha của cháu Linh với cháu Sơn. Bởi vì anh có làm được cái cương vị của một người cha đâu. Anh chỉ có ăn chơi cờ bạc, gái gú, bồ bịch, đá gà. Anh có làm gì đâu. Rồi đến mức độ là tiền nợ quá nhiều. Chị Hà phải nói là bây giờ nếu mà bán cái xà lan đi là tiền chỉ đủ cho anh Tuấn trả nợ thôi. Thì em nói mọi người là anh Tuấn lúc đó anh ấy quẩn quá, anh tống quẩn quá nên anh nghĩ là bây giờ lấy tiền đâu mà trả nợ. Thì bây giờ phải sát hại vợ giấu đi để lấy tiền két sắt, để bán xà lan để có tiền trả nợ, đúng không? Nên em nói mọi người đây có thể là một âm mưu đã được dự tính rồi, chứ không phải là sự vô tình. Nên là ở đây em nói mọi người là cả gia đình cùng tham gia thì chắc chắn phải có lợi rồi. Em nói mọi người là có một cái điều bí ẩn là cả gia đình tham gia là chắc chắn trong đấy cả gia đình phải có lợi thì họ mới tham gia, đúng không? Rồi em sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin nóng về cái vụ việc này ở video sau. Nên là mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái nội dung mới nhất quý vị nha. Chào mọi người.